Chuyện chiến lang ở rể chương 961 đi xa. Mấy người hoàng gia ra vội vàng chạy qua đó, bọn họ tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi lại với nhau, ánh mắt hoàng tông thực chậm rãi đảo qua vài người, sau đó hơi gật đầu nói, ừ, cũng đủ rồi đấy, chắc chắn các cậu đều đang rất nghi hoặc, rốt cuộc thì tôi yêu cầu các cậu đi đến nơi nào đúng không? Tất cả mọi người đều gật đầu. Hoàng tông thực thở dài một hơi, nói thế giới này có một sự tồn tại mà các cậu không biết, Thế giới này cũng có thể sẽ sụp đổ bất kỳ lúc nào. Vừa nói ông ta vừa nhìn về phía Hoàng Gia Gia và Hoàng Hân, hai người các cháu đều biết Lê Văn Vân là người gác đêm, nhưng cụ thể người gác đêm làm gì, thực ra các cháu hoàn toàn không hiểu được. Cậu ta chính là đang giúp chúng ta gánh chịu sự nguy hiểm, đi trước cản bước. Cậu ta đã từng giúp đỡ chúng ta, vì vậy ông vẫn luôn rất tôn trọng cậu ta, mọi chuyện của cậu ta chỉ cần có thể làm được thì ông sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ. Hoàng Gia Gia nhíu mày hỏi: Vậy thì có liên quan gì đến nơi hiện tại chúng cháu phải đi chứ? Hoàng Tông thực thở dài một hơi nói, nói thế nào cho các cháu đây? Tóm lại chính là người gác đêm bây giờ có lẽ đã không thể bảo vệ chúng ta được nữa. Vì vậy nếu thật sự tới ngày đó, chúng ta sẽ đưa các cháu đi. Đưa đi ư, Hoàng Hân cảm thấy mọi chuyện có gì đó không ổn, hỏi đưa đi chỗ nào vậy ạ? À? Đến lúc đó các cháu sẽ biết, Hoàng Tông thực cười nói, nếu thật sự tới ngày ấy, đến lúc đó không có hậu thuẫn của gia đình thì bản thân các cháu phải đoàn kết lại. Ông biết trong số các cháu có rất nhiều người vì vấn đề quyền thừa kế mà lục đục với nhau. Nhưng mà sau này hy vọng các cháu đừng như vậy. Mặt khác, những người mà các cháu quen biết ở Yên Kinh đều phải tập hợp lại với nhau, mọi người phải đùm bọc lẫn nhau, đã hiểu chưa? Ông nội à, ông cứ làm như đang quay phim truyền hình không bằng, chúng cháu sẽ không phải lưu lạc khắp nơi đâu. Hoàng gia gia cạn lời nói. Hoàng Tông thực ngẩn người sau đó hơi mỉm cười nói, được rồi đi đi, nếu như không có chuyện gì thì sẽ đón các cháu quay về. Hoàng gia ra thấy Hoàng Tông thực không phản đối, bắt đầu cảm thấy tinh thần hơi bất an. Anh ta còn muốn nói thêm gì đó nhưng Hoàng Hân lại cảm thấy cảm xúc của Hoàng Tông thực lúc này không ổn lắm, vội vàng nhíu tay Hoàng gia ra lại. Sau đó cô ta lên tiếng hỏi, vậy Lê Văn Vân đâu? Cậu ta, chắc là ca du ta đi chiến đấu rồi, người gác đêm phải gánh vác rất nhiều trọng trách, cậu ta lại càng phải gánh vác nhiều hơn. Hoàng Tông thực thở dài một hơi. Đi xa. Audio điện tử võ tấn bền. Lê Văn Vân không biết, rất nhiều người đều đã đang phòng ngừa chu đáo. Lúc này anh đi xuống khỏi tòa văn phòng, Hoàng Thi Kỳ lẩm bẩm nói tôi cảm thấy lão già này đang tách anh ra. Lê Văn Vân nhíu mày nói, mau chóng qua bên kia giải quyết đám tiêm quỷ màu đỏ, sau đó quay lại bên này. Chúng ta trực tiếp lên xe qua đó đi, giải quyết bọn chúng sớm một chút thì người bình thường ở bên kia cũng có thể bớt đi một chút nguy hiểm lê văn vân nói bà nói chứ tuy rằng hiện tại chúng ta nói rời khỏi người gác đêm bây giờ còn không phải đang giúp bọn họ chấp hành nhiệm vụ hay sao cố bạch nói thẳng vậy thì như thế có rời đi hay không cũng chẳng khác nhau là bao đám người hoàng thi kỳ che miệng cười cười phạm nhược tuyết nói đây không phải là hai người đang giận dỗi nhau hay sao đừng nói nữa đi trước đi lê văn vân đúng vào lúc này một giọng nói bất chợt vang lên lê văn vân quay đầu nhìn lại phát hiện ra lâm thắng nam đang đi về phía mình trên mặt bà ta mang theo một vẻ cười như không cười mà ở bên cạnh bà ta cô gái lạnh lùng như băng cũng đang đứng một bên không ngờ ba năm không gặp mà đã trở nên giỏi giang như vậy lâm thắng nam bình tĩnh nói có điều tôi vẫn phải khuyên nhủ cậu một câu đừng có giận dỗi với lão già kia ông ta cũng không dễ dàng gì gần đây áp lực của ông ta cũng rất lớn nói tới đây bà ta hơi dừng lại một chút sớm muộn gì người gác đêm cũng sẽ rơi vào tay cậu tuy rằng bình thường chúng tôi thích mắng mỏ cậu nhưng phần lớn mọi người đều kính phục cậu gánh nặng của thế giới này ở tương lai cậu phải gánh vác liên quan chó gì đến tôi lê văn vân bĩu môi nói tôi nhớ ra còn có chút việc lên trên đó gặp lão già kia một chút trước đã mọi người đợi tôi một lát lâm thắng nam cứng họng sau đó hơi ho khan một tiếng nói à khi nào có thời gian thì dẫn tôi đi gặp cô vợ cũ của cậu một chút nghe nói cậu vì cô ấy mà dọn gạch ba năm ở công trường cơ đấy đúng là tình yêu đích thực mà phụt mọi người xung quanh nghe thấy vậy ai nấy đều bật cười vang vọng khắp nơi mẹ kiếp lê văn vân mắng một tiếng mặt mũi xám xịt chạy qua tòa văn phòng rất nhanh chóng anh đã chạy tới phòng họp lúc này bên trong phòng họp chỉ còn trác nhất minh và vương hồng vẫn ngồi đó chưa đi nhìn thấy lê văn vân quay lại Chắc nhất minh mắng, thằng nhóc cậu còn quay về làm gì, nhìn thấy cậu đã thấy phiền rồi. Lê Văn Vân bĩu môi, lên tiếng hỏi, tôi qua đây để hỏi ông một chuyện, hiện tại bên phía khu tội ác thế nào rồi? Không liên lạc được, Vương Hồng thở dài một hơi nói, nếu như chi đội kia đi ra ngoài, thì chuyện lần này tuy rằng cũng khó khăn nhưng ít nhất thì cũng không quá là khó chịu. Hai người cậu và Minh sùng hợp lực lại, có lẽ thật sự có thể thay thế chắc nhất Minh chém ra một đao kia. Nhưng mà hiện tại thoạt nhìn thì e rằng có một chút khó khăn, Hot có lẽ đang bám trụ dây dưa với Minh Sùng. Vì một người cũng có thể giải quyết một màu vàng kia. Lê Văn Vân nhàn nhạt nói, mặt khác, lão già kia, ông đừng có chết, tôi sẽ không giúp ông tiếp nhận các công việc của người gác đêm đâu. Tôi lười biếng lắm, từ trước tới nay cũng không có thống lĩnh quá nhiều người như thế, tôi thích sông pha lên phía trước chứ không thích ở phía sau bầy mưu lập ghế. Nói xong anh lại một lần nữa đi ra ngoài. Tới phía dưới, lúc này những thành viên của các tiểu đội khác cũng đã tập kết lại những người này đều là thành viên của tiểu đội mũi nhọn để cho bọn họ đối phó với màu xanh có lẽ không thành vấn đề gì quá lớn đương nhiên màu đỏ còn phải giao lại cho bọn lê văn vân đi xử lý một chiếc xe việt giã đã đỗ ngay bên cạnh bọn họ đám người lê văn vân cũng túm tụng lại toàn bộ trang bị đều vứt trong cốp xe xuất phát đi lê văn vân thở ra một hơi nói tôi xem khu vực điểm đến Lúc này Trương Vãn Hà chợt lên tiếng, đến địa điểm cần tìm thì cần 4 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ, vậy thì e là nơi đó, giọng điệu cô ấy hơi nghiêm trọng. Khu vực kia có một số dân du mục sinh sống, những người này đều là người bình thường. Tiêm Quỷ dừng lại ở nơi như vậy khả năng sẽ tạo thành thương vong rất lớn. Đây coi như là công việc tác trách của người gác đêm. Lê Văn Vân thở ra một hơi, bất kể thế nào đi nữa, cứ qua đó trước rồi tính sau, hy vọng Bùi Ninh Tùng cũng ở bên này. Đến lúc đó vừa lúc có thể thuận đường giải quyết bọn họ. 21 chiếc xe chậm rãi khởi động, những chiếc xe này đều đã được cải tạo lại, có thể chứa được 12 người, người ngồi bên trong cảm thấy vô cùng thích hợp, đây là những chiếc xe của tiểu đội mũi nhọn. Ở trên xe, Lê Văn Vân nhìn Doãn Nhu, vừa định sẽ lên tiếng thì Doãn Nhu đã lạnh nhạt nói, "Không cần lo lắng cho tôi, tuy rằng tôi chưa từng chiến đấu với bọn chúng nhưng dù sao tôi cũng là siêu cấp, trong cuộc chiến sẽ làm quen với phương thức tác chiến của bọn họ." Lê Văn Vân gật đầu, sau đó nói, cố bạch lái xe, cứ một tiếng lại đổi, mọi người tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Mục tiêu lần này là quỷ đỏ, đối phó với nó khá khó nhận đấy. Chính vào lúc đám người Lê Văn Vân chạy về phía địa điểm đích. Ở Yên Kinh, sâu trong sòng bạc ngầm, trong phòng thí nghiệm của tiến sĩ T, Giản Hưng đang ngồi trên ghế sofa, vẫn là bộ dạng mặt mày không cảm xúc như tấm bài poker. Sao nào, vẫn muốn tham gia chiến đấu à? tiến sĩ tê cười tủm tìm hỏi ừ giản hưng bình tĩnh trả lời một tiếng vậy thì đi thôi tiến sĩ tê cười nói tôi chưa bao giờ hạn chế tự do của các cậu các cậu muốn làm gì cũng được hết đương nhiên có chết thì cũng không thể trách tôi được tiến sĩ đúng vào lúc này giản hưng hỏi lập trường của ông rốt cuộc là gì vậy nếu ông không có lập trường rõ ràng thì ôm sẽ không được gia nhập đội của tôi tiến sĩ tê hơi mỉm cười nói đi biên giới phía bắc đi thuận tiện đưa những bộ đồ chiến đấu mới này cho bọn họ. Nếu như người gác đêm tổn thất quá lớn, vậy thì cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì đối với thí nghiệm của tôi. Giản Hưng hơi sừng sốt, anh ta cầm lấy quần áo, gật đầu nói, tôi biết rồi. Chương 962, kế hoạch tác chiến. Lúc này ở biên giới phía bắc, một khoảng địa vực này thường được người gác đêm xưng là khu thứ 46 của biên giới phía bắc. Nơi này thích hợp để cho con người sinh sống hơn, có nguồn nước, lại có thảm thực vật. Trong khu vực này cũng có rất nhiều dân du mục sinh sống, bọn họ tụ tập lại với nhau hình thành nên thôn xóm hoặc bộ lạc. Đương nhiên bọn họ cũng có sự liên kết với hiện đại, bọn họ đối ngoại bằng cách bán dê bò của mình, trà sữa của bọn họ cũng rất ngon. Bọn họ sinh hoạt ở trên thảo nguyên, vô cùng tự do tự tại. Nhưng một đêm nay, bọn họ mãi mãi không thể nào quên được, bọn họ nhìn thấy trên trời có vô số sao băng, bọn họ cầu nguyện với mưa sao băng, sau đó những ngôi sao băng kia lao về phía bọn họ một thứ gì đó vô cùng kỳ quái nhảy xuống sông vào trong bộ lạc bọn họ, cứ thấy ai là trực tiếp xé nát người đó. Ở nơi này lập tức biến thành thảm kịch nhân gian, có người chết khi chạy trốn, có người nhanh chóng nấp đi, nhưng cũng có rất nhiều người mãi mãi nằm lại ở đây. Bốn tiếng đồng hồ trôi đi, nói dài cũng không dài lắm, một hàng 20 chiếc xe, đồng loạt nhanh chóng phi đến nơi mục tiêu đầu tiên của bọn họ. Đây là một địa phương được hợp lại từ không ít nhà bạt, có điều lúc này nơi đó đã trở thành một mảnh hỗn độn những nơi để ở đã bị đốt đi rất nhiều, trên mặt đất còn có mùi máu tươi khiến cho người ta gay mũi. Lúc này ở nơi đây có một tiểu đội người gác đêm đang tiến hành công tác cứu hộ. 20 chiếc xe đến nơi, ngoài đám người Lê Văn Vân ra. Những người khác đều mặc một màu đồng phục của người gác đêm, trên cánh tay còn có một miếng vải đỏ, đây là dấu hiệu của tiểu đội mũi nhọn. Nhìn thấy đám người Lê Văn Vân, đội trưởng tiểu đội người gác đêm đang cứu hộ lập tức chạy tới, trên trán túa mồ hôi lạnh. Người gác đêm ở biên giới phía bắc quá nhiều, cảnh tượng hàng trăm người của tiểu đội mũi nhọn cùng nhau xuất hiện là điều cực kỳ hiếm thấy. Người này chỉ là đội trưởng của tiểu đội người gác đêm bình thường, nhìn thấy những người này, anh ta cảm thấy hơi áp lực. Đặc biệt là, anh ta nhìn thấy trên lưng Lê Văn Vân đeo hai thanh đao, cả người anh ta run rẩy, lại nhìn về những người khác bên cạnh Lê Văn Vân, anh ta lại càng không nhịn được mà nuốt nước bọt. Tiểu đội 11.762 ba năm không gặp, đội viên ngày xưa cũng đều đã trở thành đội trưởng. Truyền kỳ người gác đêm Lê Văn Vân lại càng biến mất hơn 3 năm qua, nhưng mấy tháng trước, nội bộ thông báo tiểu đội 11.762 sẽ chia lại tổ, những đội viên cũ cũng đã bắt đầu giao nhận công việc chuẩn bị trở về. Hiện tại tiểu đội người gác đêm truyền kỳ rõ ràng đã lại một lần nữa xuất hiện. Anh ta nhìn Lê Văn Vân, không khỏi nuốt nước miếng, sau đó đi lên phía trước khẽ hô một tiếng, tôi là đội trưởng tiểu đội người gác đêm 18.534, người gác đêm số 2450, Quan Khanh. Lê Văn Vân thở ra một hơi, nhìn đống hỗn độn trên mặt đất nói, tình hình hiện tại sao rồi? Quan Khanh thở dài một hơi, sau đó trầm giọng nói, bên trong. Không còn ai sống sót, không biết có ai chạy được ra ngoài không? Từ thủ pháp có thể nhìn ra được, chắc hẳn là do quỷ xanh gây ra. Tiểu đội người gác đêm gần nhất quanh đây tổng cộng có bốn đội, có điều thực lực những tiểu đội đó đều không ổn lắm, thế nên vị trí đóng quân cũng là ở phía bên cạnh rìa biên giới phía Bắc. Từ những tin tức mà bọn họ đưa ra, những con tiêm quỷ này đang tản ra khắp từ phía, dường như mục tiêu của bọn chúng cũng là phá hoại. Hơn nữa những tiểu đội kia cũng bị thương vong rất nhiều. Lê Văn Vân cao mày, anh cảm thấy lý do mà mấy con tiêm quỷ kia muốn dừng lại bên này có lẽ không phải là bị lệch khỏi quỹ đạo, mà là cố ý làm vậy. Lữ Dương cao mày đi tới nói, thương vong rất lớn ư, Vâng, mấy tiểu đội của chúng ta có năng lực thực sự không ổn lắm. Mỗi tiểu đội bình thường đối phó với một con tiêm quỷ đã vô cùng tận lực. Quan Khanh cười khổ nói, nếu như có thể thì tôi cũng muốn đi vào trong đó lùng bắt, nhưng mà mấy chi đội của chúng tôi rút thăm, tôi phải ở lại trở thành đội ngũ cứu hộ. Ánh mắt anh ta đầy vẻ phức tạp. Đây là người gác đêm, biết rõ có thể sẽ chết nhưng lại không thể nào trùn bước được. Mà có những lúc sống sót, ngược lại là một loại giày vò. Lúc anh ta nói thế, hốc mắt đã hơi đỏ lên. Lê Văn Vân nhìn anh ta một cái, vỗ vỗ bả vai anh ta, nói anh đi làm việc đi, chúng tôi tới đây sẽ giải quyết toàn bộ những chuyện này, yên tâm đi. Số 0, cầu xin anh, nhất định phải mau chóng giải quyết, để cho bọn họ được yên ổn trở về nhà, cũng có thể cứu trợ nhiều người bình thường khác nữa. Quan Khanh đỏ mắt nói, Lê Văn Vân dùng một tay đấm ngực, nghiêm túc nói, tôi hứa. Quan Khanh lúc này mới chịu gật đầu sau khi anh ta rời đi, tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về phía Lê Văn Vân. Mẹ kiếp, tôi mới là số không cơ mà, ở bên cạnh, Lữ Dương không nhịn được mà mắng mỏ. Nhưng mà không ai buồn để ý đến anh ta, Phó Vũ nhìn về phía Lê Văn Vân nói, này nhóc, nói thử xem suy nghĩ của cậu đi. Lúc này Lê Văn Vân cũng không khiêm nhường gì nữa cả, đương nhiên anh cũng muốn dành giật từng giây từng phút để đi làm mới được. Anh thở ra một hơi nói, hiện tại mọi người đều tập trung lại đây đi, đưa sơ đồ trận chiến cho tôi xem. Ở bên cạnh, Trương Vãn Hà đã sớm chuẩn bị sẵn. Lê Văn Vân từ từ thở ra một hơi, nói, địa vực ở nơi này vẫn khá là rộng lớn, cho dù có tính chúng ta vào thì cũng chỉ có 21 tiểu đội mà thôi, nhân số hoàn toàn không đủ được. Vì vậy tôi kiến nghị tất cả mọi người đều giải tán hết đi. "Hả?" Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Lê Văn Vân. "Chúng ta đều là người của tiểu đội mũi nhọn." đại đa số hai ba người kết hợp lại đối phó với một con quỷ xanh không thành vấn đề gì vì vậy chúng ta sẽ phân tách ra mỗi một tiểu đội phụ trách một khu vực trong khu vực này các anh muốn tự phân chia tiểu đội của mình thế nào thì tùy các anh tôi hoàn toàn không hiểu biết nhiều về thực lực các tiểu đội của chúng ta hiện giờ lê văn vân thở ra một hơi nói mặt khác tôi kiến nghị nên bỏ xe lại tốc độ của chúng ta so với đoàn xe đi trên tuyết còn nhanh hơn rất nhiều Tháng người ở biên giới phía bắc đã có tuyết rơi. Phó Vũ gật đầu nói: Tôi không thành vấn đề. Được thôi. Một vài đội trưởng khác vội vàng nói. Lữ Dương lẩm bẩm nói: Kỳ thật tôi cũng nghĩ như vậy. Lê Văn Vân cứng họng nhìn về phía tên này, sau đó nhanh chóng nói: Chúng ta cùng vạch ra tuyến đường đi. Bên cạnh ngọn núi này là khu vực dãy núi Aspen rồi. Địa vực này trông khá nguy hiểm, sẽ do tiểu đội chúng tôi phụ trách. Lê Văn Vân bình tĩnh nói những người khác đều gật đầu đồng ý, sau đó từng người vạch ra lộ trình đường đi, đại khái là muốn bao trùm toàn bộ khu vực này để bọn họ thăm dò điều tra. Sau khi xác nhận hoàn thành, Lê Văn Vân thở vào một hơi nói, công cụ thông tin của mọi người đều được đánh số, khi phát hiện ra thì trước tiên phải báo báo với xung quanh, người bên cạnh nhanh chóng chi viện, giảm tổn thất đến mức thấp nhất. Nói tới đây, ánh mắt ánh sáng quắc nhìn Lữ Dương nói, cuối cùng, điểm quan trọng nhất chính là nếu như gặp được quỷ đỏ anh thở dài một hơi nói tiếp đừng có ý định đi tác chiến bất kể các anh phát hiện ra nó đang làm gì thì việc đầu tiên là phải chạy trốn sau đó báo cho tôi tôi sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để qua đó ngay quỷ đỏ thật sự không phải thứ hiện tại các anh có thể địch nổi mỗi một con đều mang trình độ của một kẻ đứng thứ ba thiên bảng đấy mẹ nó anh nhìn tôi nói làm gì lữ dương cạn lời mẹ kiếp trông tôi là kiểu người ngu dốt như vậy à không ít người đều gật đầu tán thành được rồi, ai về tiểu đội người nấy phân tổ đi, sau đó mang theo đồ đạc của mình. Chia xong tổ thì lập tức xuất phát, Lê Văn Vân nói. chương 963, chúng ta là người gác đêm. Những người khác im lặng một lúc, sau đó gật đầu nói, được rồi. Lê Văn Vân mới gật đầu nói, tôi sẽ đi cùng Lý Thu. Thi kỳ, cô đi cùng bác sĩ Phạm, Doãn Nhu đi cùng Vãn Hạ, anh Tiêu, anh đi cùng Cố Bạch. Phối hợp như vậy, thực lực của mỗi tổ sẽ đồng đều hơn. Mặc dù Lý Thu có tác dụng rất lớn, nhưng Lê Văn Vân muốn dẫn anh ta lên trước. Suy cho cùng, năng lực của bản thân chỉ là cao cấp, về phương diện này vẫn khá yếu. Không thành vấn đề, mọi người đồng thanh. Được rồi, lấy máy tính bảng ra, chúng tôi sẽ vẽ cho các người lộ trình mà chúng tôi phụ trách khu vực này. Lê Văn Vân mỉm cười nói, chẳng mấy chốc, Lê Văn Vân đã phân phối tuyến đường. Anh nhìn về những nơi khác, ở những nơi đó, một số thành viên trong tiểu đội đã lên đường. Lê Văn Vân thở ra một hơi, đeo ba lô lên lưng nói, "Chúng ta cũng xuất phát thôi." Trên tuyến đường mà anh vạch ra, Hoàng Thi Kỳ và Phạm Nhược Tuyết là ở ngoài cùng nhất, trong khi anh và Lý Thu thì ở tuyến đường gần nhất đến dãy núi Aspen. "Lần cuối cùng, nếu tìm được quỷ đỏ, hãy liên lạc với tôi càng sớm càng tốt, đừng nghĩ đến việc tự mình chiến đấu với thứ này." Lê Văn Vân nói, "Hiểu rồi, mọi người đồng thanh." Sau đó, Lê Văn Vân nhìn về phía Lý Thu và nói, "Thu Thu, đi thôi." Nói xong, dưới chân anh chợt động, trong lúc thực khí mãnh liệt chuyển động, anh dẫn Lý Thu chạy nhanh về một phương hướng. Lúc này, trời đã hừng đông, sắc trời cũng đã sáng, dưới ánh bình minh lấp lánh, hơn 200 bóng người đen kịt như những vạch đen xuất phát từ ngôi làng và tỏa ra toàn bộ khu 46 mà đi. 46 khu ở biên giới phía bắc, dưới chân dãy núi Aspen, có một ngôi làng nhỏ. Lúc này, ở ngôi làng này, bên trong một căn nhà bạt, có một bà lão rất nhiệt tình chào đón, trên bàn bày đầy những món ăn, đều là một số món thịt. Phong tục của nơi này là như vậy, hầu hết thịt đều là loại này. Trên bàn ăn có ba người đang ngồi, một bà lão, một người phụ nữ xinh đẹp mặc áo nhung lông màu đỏ, một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên đó ăn đến nỗi miệng đầy dầu. Đó là Bùi Ninh Tùng, bà Loan và Hồng Mai Quế. Cái bếp lò bên cạnh đang cháy rất mạnh, sau khi bà cụ làm món gì đó cho họ thì chắp tay chữ thập sau đó chậm rãi lui ra ngoài, chờ cho bà rời đi, Bùi Ninh Tùng mới cười nói, thành thật mà nói, tôi khá thích nơi này, nhưng tiếc là bà Loan khẽ liếc ông ta một cái rồi nói, đem đồ ra ngoài đi. Bùi Ninh Tùng gật đầu, ông ta lấy ra một chiếc hộp rồi bấm bấm. ngay sau đó, chiếc hộp đột ngột mở ra, một tấm màn sáng chiếu lên tường như một chiếc máy chiếu. chỉ có một dòng chữ ở trên, bằng mọi giá giết chết người có thể hấp thụ xương rồng đây là chữ Hán, tất cả bọn họ đều nhìn thấy rõ ràng. Giết người hấp thụ xương rồng, Hồng Mai Quế ngạc nhiên nói, vậy, vậy đó không phải là Lê Văn Vân sao? Bùi Nghênh Tùng hưng phấn nói, chẳng lẽ, nhiệm vụ lần này của chủ là giết chết Lê Văn Vân sao? Bà Loan sửng sốt một chút, sau đó thở dài nói, người hấp thụ xương rồng mới trên dưới 30 tuổi, đã khiến cho chủ cảm thấy có uy hiếp cao hơn chắc nhất minh rồi sao? Chỉ cần Lê Văn Vân chết đi, vậy thì tôi hoàn toàn có thể sống sót. Bùi Nghênh Tùng hào hứng nói, "Tôi sẽ nói ngay với ngài Mặc." Nói xong, ông ta hưng phấn đi ra ngoài, lấy điện thoại di động ra. Bên cạnh, Hồng Mai Quế nhìn về phía bà Loan, bà Loan khẽ lắc đầu với cô ta, sau đó nhẹ giọng nói, "Tiếp theo hãy tìm cách thông báo cho Lê Văn Vân." Hồng Mai Quế gật gật đầu, sau đó trầm ngâm nói, "Tình huống hiện tại, bọn họ chắc chắn đã tới đây, có rất nhiều tiêm quỷ. Hoạt động bên cạnh chủ, có thể bọn họ đã đến đây rồi. Có lẽ không đến bao lâu nữa, chúng ta sẽ gặp anh ta. Thần sắc Hồng Mai Quế hơi chuyển biến, nhưng không nói gì nữa. Cách đám người Hồng Mai Quế khoảng 20 cây số, tại một sơn thôn nhỏ khác, lúc này bên trong sơn thôn là một đống hỗn loạn, một con tiêm quỷ màu lam đang cướp bóc ở sơn thôn này. Ánh bình minh chiếu xuống, nhưng đối với hàng trăm người ở ngôi làng nhỏ trên núi này, nó giống như một luyện ngục trần gian. Trong sơn thôn không ngừng có tiếng kêu thảm thiết kết người này đến người khác ngã xuống vũng máu. Một vài tòa nhà đã bị phá hủy, ở giữa tòa nhà có một tấm chiếu rơm, lúc này có thể cảm nhận rõ ràng tấm chiếu rơm đang run nhẹ. Thiếp Mộc Nhĩ là một đứa trẻ 10 tuổi, lúc này cậu đang trốn trong hầm dưới tấm thảm rơm, thân thể hơi run run, trên người cậu máu me đầm đìa, nước mắt chảy ròng ròng trên mặt. Cậu cắn chặt môi dưới, cả khuôn mặt hiện lên vẻ kinh hãi, nhưng lại cố hết sức để không phát ra tiếng động. Trong vòng tay của cậu có một cô bé, cô bé còn khủng hoảng hơn, tinh thần cả người như suy sụp. Đứa trẻ đó chính là em gái tháp na của cậu, và lúc này cậu đang bịt chặt miệng đứa trẻ lại, không cho cô bé phát ra một âm thanh nào. Trong không khí nồng nặc mùi máu tươi tanh tươi. Động tĩnh bên ngoài kéo dài khoảng nửa giờ, sau đó động tĩnh từ từ biến mất. Tiêm quỷ màu lam có vẻ rất đắc ý nhìn kiệt tác trước mặt, hai cánh tay thô to vỗ vỗ, như đang tự tán thưởng cho bản thân. Nó cũng không rời đi ngay, mà là chậm rãi tiến vào trong đám người, thỉnh thoảng sẽ rút một ít xương cốt của con người, sau đó có vẻ như rất hài lòng, há miệng ăn. Quá trình này kéo dài trong vòng một giờ, con tiêm quỷ màu lam đó mới cảm thấy hài lòng mà rời đi. Nhưng dưới cái chiếu rơm, cậu bé trai vẫn không dám ra ngoài, cứ trốn ở dưới đó. Một lúc lâu sau, cô bé trong tay cậu có vẻ đã khóc đến kiệt sức, ngã vào vòng tay cậu. Cậu bé trai cũng rất sợ hãi, đêm qua cậu ngủ không ngon nhưng cậu vẫn không dám chập mắt. Cậu vừa khóc vừa chăm sóc cô em gái của mình, cứ trốn trong căn hầm nhỏ với vẻ tuyệt vọng. Thời gian trôi qua, hai đứa nhỏ chỉ núp ở bên dưới không dám nói lời nào, thậm chí là không dám thở mạnh, cứ như vậy trôi qua hơn hai tiếng đồng hồ. Cộc cộc cộc. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Sau đó, một giọng nói có phần yếu ớt cất lên, đội trưởng, anh không cần lo lắng cho em. Anh võng em sau lưng thì sớm muộn gì cũng bị con tiêm quỷ kia đuổi kịp chú đừng nói nhảm, một giọng nói khác mang theo sự nghiến răng nghiến lợi, chúng ta, trong tiểu đội chỉ còn lại chú và anh, anh. Anh ta nói đến đây, lau đôi mắt có phần hơi đỏ của mình. Tiểu đội này là tiểu đội 16.783, có thể coi là một tiểu đội lâu năm, nhưng sức mạnh tổng thể khá yếu. Khi tiêm quỷ đổ bộ đến đây, số lượng nhiều đến 20 mấy tên, họ vẫn lao vào không chút do dự. Đêm qua, bọn họ đã chiến đấu với hai con tiêm quỷ màu lam, Cả đội tử thương gần như không còn ai. Chỉ còn lại đội trưởng Hàn Khiếu bị thương nặng, còn có một đội viên khác ở lại sau khi thi triển tần tử cuồng dũng, Phó Hâm. Nơi này đã bị Tiêm Quỷ tàn phá, bọn chúng có thể sẽ không quay lại đây đâu, chúng ta còn có cơ hội. Cố lên, bọn họ nói, bác sĩ Phạm đã tới phương Bắc. Cô ấy là bác sĩ giỏi nhất thế giới, số 0 của chúng ta thi triển tần tử cuồng dũng cũng được cô ấy cứu sống. Chú vẫn còn cơ hội đội trưởng hàn lại lau nước mắt nói là anh không bảo vệ được các chú phó hâm cười nói anh là một đội trưởng tốt chỉ là S.S.S.S. đúng lúc này anh ta nhìn thấy phía xa hai luồng màu xanh lam đang nhanh chóng tiến đến bọn họ đi thôi hàn khiếu nghiến răng anh ta nâng phó hâm lên định chạy trốn lúc này một giọng nói non nớt vang lên từ bên cạnh họ anh ơi em đói quá vẫn có người còn sống Phó Hâm và Hàn Khiếu đồng thời nhìn nhau. Trên mặt Hàn Khiếu lập tức lộ ra vẻ rối rắm, nhìn hai con tiêm quỷ càng ngày càng gần, Hàn Khiếu nghiến răng nghiến lợi, quay đầu lại, nhìn Phó Hâm nói, "Chúng ta e là không thể đi rồi." Ừ, Phó Hâm mỉm cười, sau đó chống song đao đứng dậy, nói, "Em lựa chọn chết trận. Chúng ta là người gác đêm." Hàn Khiếu không nói gì thêm, hướng cây trường đao về phía trước, lẩm bẩm nói, "Vì mọi thứ tiếp tục hô hấp." Chương 964, ngàn quân xuất phát, vì mọi thứ tiếp tục hô hấp. Hai người đồng thanh nói, Phó Hâm muốn nâng thanh đao trong tay lên, nhưng đến sức lực nâng đao anh ta cũng không có, song vẫn kiên trì để mình và đội trưởng của mình ở cùng một chiến tuyến. Hàn Khiếu liếc nhìn tấm thảm rơm sau lưng, sau đó ánh mắt hướng về phía trước, giọng điệu kiên định nói: "Chiến, không có đường lui." Anh ta hét to một tiếng, nháy mắt đã thi triển tần tử cuồng dũng, sau đó anh ta nhìn thoáng qua phó hâm bên cạnh, tay cầm song đao, đối mặt với hai bóng tiêm quỷ đang tới đây, anh ta lao tới. Phó hâm không đủ sức để chiến đấu với đội trưởng của mình, nhưng anh ta vẫn vững vàng đứng đó, đứng trước thảm dơm, dù có chết cũng sẽ chết trước hai nhóc con dưới thảm dơm. Đôi mắt anh ta hơi đỏ nhìn về phía trước, đôi môi run rẩy. Đây là người gác đêm, bọn họ canh giữ thế giới này, bọn họ hiển nhiên có cơ hội trốn chạy, nhưng khi phát hiện phía sau có người còn sống, bọn họ kiên quyết dừng lại giơ đao trong tay lên chỉ cần có một người bình thường còn sống bọn họ sẽ không chút do so dự đối mặt với những bóng tiêm quỷ này keng 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 hàn khiếu thi triển tần tử cuồng dũng khiến thực lực của anh ta tiếp cận vô hạn cấp bậc đỉnh cấp nhưng dù là đỉnh cấp đối mặt với đám tiêm quỷ màu xanh lam này cũng chỉ có thể coi là ngang tài ngang sức huống chi hàn khiếu đang lựa chọn đối mặt với hai con tiêm quỷ anh ta làm sao có thể là đối thủ của bọn chúng sau cú va chạm chóng vánh tiêm quỷ chém ngược lại hàn khiếu một kiếm tàn nhẫn nện anh ta lên trên mặt đất ầm um, hàn khiếu há mồm phun ra một ngụm máu cảm giác xương cốt cả người đều sắp dã rời thân thể trọng thương nhưng khi nhìn về phía sau anh ta đột nhiên lật người đứng lên cầm song đao quát lên với hai con tiêm quỷ con mẹ mày chỉ có chút bản lĩnh thế thôi à có gan thì tới đây đánh tiếp anh ta rít gào ở phía sau nước mắt của phó hâm chảy xuống cả người anh ta run lên anh ta biết đội trưởng của mình đang thu hút sự chú ý của hai con tiêm quỷ màu lam này bằng cách này mới có thể cho mình thêm vài giây để sống anh hai bóng tiêm quỷ màu xanh lam chậm rãi xoay người nhìn về phía hàn khiếu trong tích tắc liền hóa thành một luồng ánh sáng màu lam lao thẳng tới hàn khiếu ông đây chết cũng phải chém mày một đao thập tự chảm anh ta giống lên dùng hết sức lực đang có lại chém về phía con quỷ xanh anh ta biết cái kết tiếp theo của mình nhưng anh ta vẫn không quay đầu lại đây chính là người gác đêm Ken, lại là một cú va chạm kịch liệt khác một đau này của hàn khiếu không cắt vào cơ thể của con tiêm quỷ màu lam cả người anh ta bay ngược trở lại một lần nữa rồi đập xuống đất máu trào ra từ miệng nhuộm đỏ cả khuôn mặt của anh ta lần này anh ta rốt cuộc không đứng dậy nổi nữa anh ta nghiêng đầu nhìn phó hâm bên cạnh khóe miệng khẽ cười ít nhất trước khi chết anh ta đã liều mạng rồi ít nhất anh ta đã chết phía trước đội viên của mình để mọi thứ tiếp tục hô hấp sau lưng anh ta phó hâm đã dùng hết sức lực toàn thân anh ta giơ thanh đao lên và giống to mặc dù anh ta không còn có thể nhấc lên một chút sức lực thực sự nào nữa anh ta chỉ muốn thu hút sự chú ý của tiêm quỷ nhưng vào lúc này hai bóng tiêm quỷ màu xanh lam lần lượt lao về phía hai người trên tay chúng cầm một vũ khí màu xanh lam Chất liệu của vũ khí này là nguyên liệu cốt lõi để chế tạo vũ khí của người gác đêm. Hai vũ khí giống như ngọn giáo lần lượt đâm vào hai người họ. Các anh em, anh đến gặp các chú đây. Khóe miệng hàn khiếu nở một nụ cười tươi tắn. Đối với anh ta, giờ phút này thậm chí còn là một sự giải thoát. Hàng chục người anh em của anh ta đã chết trong trận chiến. Anh ta không muốn sống tạm bỡ nữa. Si, âm. Um. Đúng lúc này, hai âm thanh đột nhiên vang lên khoảnh khắc tiếp theo, chỉ nhìn thấy một thanh đoạn đao chừng 80 phân đang xoay tới, thanh đoạn đao bổ thẳng vào gáy quỷ xanh, ánh đao lóe lên, cơ thể quỷ xanh lập tức phân ly, thân hình to lớn ngã xuống đất. Bên kia, con tiêm quỷ màu lam đang lao về phía phó hâm thì đột nhiên bị thủng một lỗ trên cổ, dưới tình huống tiêm quỷ không tự bạo đã ngã dầm xuống trước mặt anh ta. Hai con tiêm quỷ, đã chết. Keng. Ngay lúc này, thanh đoạn đao rơi xuống đất cắm vào mặt đất đã bị nhuộm đỏ. Hàn khiếu nhìn chuôi đao phá không, trong lòng nói thầm phá không. Là phá không, số không đến rồi, số không đã trở lại. Cách đó không xa, hai bóng người nhanh chóng đến gần, chính là Lê Văn Vân và Lý Thu. Hàn khiếu ngửa cổ, anh ta nhìn Lê Văn Vân và Lý Thu đang tới gần, sau đó ngửa đầu mất đi, hơi thở không ngừng suy yếu. Có rất ít người gác đêm đã thi triển tần tử cuồng dũng mà có thể sống sót. Lê Văn Vân và Lý Thu đi một mạch về phía bắc, đến gần nơi này, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt họ không chút do so dự mà lập tức ra tay bên cạnh cả người phó hâm dường như không thể chống đỡ được nữa mà sụi lơ trên mặt đất mùi máu tanh nồng nặc và ngôi làng đổ nát khiến trái tim của lê văn vân rất tức giận anh nhanh chóng đến chỗ hàn khiếu vỗ một trưởng vào người hàn khiếu chân khí bắt đầu tràn vào trong cơ thể hàn khiếu lý thu thì nhanh chóng đi về hướng phó hâm lấy điện thoại di động ra nhanh chóng gửi vị trí đồng thời hô to khẩn cấp yêu cầu hỗ trợ thôn này bị tiêm quỷ tấn công rồi, có hai người gác đêm đã mở tần tử cuồng dũng. Chân khí của Lê Văn Vân được truyền vào cơ thể của Hàn Khiếu một hồi lâu, tình trạng của Hàn Khiếu mới từ từ ổn định lại được. Phù, Lê Văn Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, Lý Thu tới gần nói, lão đại, tiểu đội này gần như bị tiêu diệt, chỉ còn lại hai người bọn họ. Thần sắc Lê Văn Vân sững sờ, rồi cắn chặt răng hàm. Sau đó anh hoàn toàn im lặng một tiểu đội bình thường gồm gần 40 người, hy sinh như vậy là quá bi thảm. Ở đây có bao nhiêu quỷ xanh? Lê Văn Vân thở ra, hỏi. Chúng ta đã giải được hai ở đây. Vừa rồi bọn thi kỳ nói rằng họ đã tìm thấy một con, cộng thêm những người khác chắc còn lại khoảng 8 con. Tin tức về quỷ đỏ vẫn chưa có. Quỷ đỏ này có vẻ có gì đó không thích hợp. Lý Thu nói, Lê Văn Vân thở dài nói, hiểu rồi, trước tiên chúng ta trị liệu cho bọn họ một chút đi, Người của đội ngũ y tế có qua đây không? Bác sĩ Phạm và Thi Kỳ ở cách chúng ta không xa lắm, bọn họ đang tới gần. Đội y tế của người gác đêm cũng đã đến khu 46 rồi, nhưng bọn họ đang lái xe, tốc độ cũng không nhanh, cần một lúc nữa mới tới được chỗ chúng ta. Lý Thu nói, Lê Văn Vân nghe thấy mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, sắc mặt không được dễ nhìn cho lắm. Anh nói, trước tiên hãy đưa người rời khỏi đây trước, đổi chỗ khác, chúng ta sửa sang lại, chờ người của đội y tế tới anh đã đi trên đường mấy tiếng đồng hồ rồi, tiêu hao chân khí cũng khá lớn. Được rồi, Lý Thu gật đầu nói, tôi đỡ cậu ta. Phó hâm yếu ớt nói, dơm, dưới dơm, có trẻ con. Lê Văn Vân sửng sốt một chút, rồi nhìn đến tấm chiếu dơm bên cạnh, nhanh chóng cúi người nhấc tấm chiếu dơm lên. Đừng giết chúng tôi, đừng giết chúng tôi. Ngay khi tấm chiếu dơm được vén lên, giọng nói của một đứa trẻ đột nhiên vang lên. Lê Văn Vân nhìn cậu, trên tay cậu đầy máu, nhưng trong tay cậu đang ôm một cô bé đôi mắt của cô bé lấp lánh nhưng đôi mắt đó lại đầy vẻ sợ hãi má nó bên cạnh lý thu không đành lòng nhìn cảnh này không khỏi đập mạnh tay xuống đất hốc mắt lê văn vân cũng hơi đỏ lên sau đó anh nhìn về phía hai đứa nhỏ nhẹ giọng nói chú không phải người xấu chú tới đây cứu các con nói rồi anh đưa tay ra thiếp mộc nhĩ vẫn còn quá hoảng sợ cậu ôm chầm lấy em gái và cứ cuộn tròn lại có vẻ như không tin những gì mấy người Lê Văn Vân nói. Tất cả những gì đã trải qua trong ngày này sẽ mãi mãi để lại một bóng ma không thể xóa nhòa trong lòng của hai đứa trẻ. Giống như khi Lê Văn Vân đưa Lý Tiểu U ra khỏi đống đổ nát vậy. Chương 965, cậu có sợ chết không? Hai chú đó mới là người tốt, Thiếp Mộc Nhĩ nhìn Lê Văn Vân, nước mắt chảy dài mà nói, vừa rồi các chú ấy phát hiện con, sau đó các chú ấy đã đứng trước mặt chúng con đánh quái vật chú thật sự không phải người xấu chú tới đây để giết lũ quái vật phá hủy nơi ở của con xin lỗi chú đến muộn lê văn vân đỏ hoe mắt nói họ là người gác đêm người bình thường phải chịu những tổn thương thê thảm như vậy thì tự nhiên họ sẽ nghĩ rằng đó là lỗi của chính mình anh ơi em đói rồi cô bé lại nhỏ giọng nói mau đi thôi chú đưa các con đến nơi an toàn chỗ chú có thức ăn chú sẽ bảo vệ con lê văn vân cố gắng hết sức để nhẹ giọng nói thiếp mộc nhĩ nhìn lê văn vân có vẻ tin lời lê văn vân sau đó đưa tay ra nắm lấy tay anh lúc này cậu bé như cảm thấy an toàn thần kinh căng thẳng nháy mắt cũng được giải tỏa mọi cảm xúc bi thương thống khổ hoàn toàn dâng trào cậu bắt đầu khóc chú bố bố mẹ chết rồi vì bảo vệ chúng con họ đã chết trên người chúng con thi thể của họ thi thể của họ cũng tại sao các chú không đến sớm hơn đến nỗi chuyện cậu cũng không thể nói rõ chỉ không ngừng khóc nức nở không ngừng lớn tiếng khóc mẹ nó lý thu lau khóe mắt mình sau đó xoay người bế cô bé từ trong hầm lên che mắt cô bé lại anh ta không muốn một cô bé như vậy nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu trước mặt khắp mọi nơi đều có máu tươi lê văn vân nhìn thiếp mộc nhĩ đang gào khóc mà tim anh đau nhói cậu cũng là một đứa trẻ nỗi sợ hãi lớn hơn mọi cảm xúc nhưng dù vậy cậu vẫn bảo vệ em gái mình trong vòng tay Cậu bé, cũng là một anh hùng. Lê Văn Vân trực tiếp ôm cậu vào lòng, lẩm bẩm thực sự xin lỗi, là chú đến muộn, mọi thứ. Đều sẽ trở nên tốt hơn, chú dẫn các con đi trước nhé. Thiếp Mộc Nhĩ hoàn toàn không kiềm chế được cảm xúc, cậu khóc to đến khản cả cổ. Bố mẹ, bố mẹ, trong miệng cậu chỉ hét lên hai chữ này. Lê Văn Vân ôm cậu, muốn cho cậu cảm giác an toàn. Cậu bé khóc giống lên, giọng nói cũng dần dần nhỏ xuống, sau đó tựa vào trên vai lê văn vân như đang ngủ say cậu mệt thật sự rất mệt về thể chất và tinh thần đều cực kỳ mệt mỏi thấy cậu ngủ say lê văn vân thở phào nhẹ nhõm một tay ôm thiếp mộc nhĩ nhìn về phía phó hâm rồi hỏi vịn vào tôi có thể đi bộ không có phó hâm gật đầu lê văn vân lại bế cô bé lên nói cậu cõng anh ta đi lý thu gật đầu rồi cả hai đưa hai đứa trẻ và hai người bị thương bước ra khỏi đống đổ nát Đi được khoảng 10 phút, bọn họ phát hiện dưới chân núi có một cái động, bên trong vẫn còn khô giáo, Lê Văn Vân bỏ người vào, sau đó lấy trong ba lô ra một ít đồ ăn cho cô bé. Cô bé dường như không hiểu gì cả, hoàn toàn không biết mọi chuyện bây giờ rốt cuộc có ý nghĩa gì, nỗi sợ hãi của cô bé dường như đang dần biến mất. Cơn đói đã chiếm cứ hết thảy của cô bé, cô bé cứ thế ôm đồ ăn và bắt đầu ăn. Lê Văn Vân thở phào nhẹ nhõm nói, phiền cậu trông mấy đứa bé, chúng tôi đi kiếm chút củi đốt lửa phó hâm gật đầu và nói được anh ta nhìn lê văn vân mà có chút co quắp cả người cũng hơi căng thẳng sau tất cả lê văn vân tuyệt đối là một huyền thoại đối với người gác đêm chẳng mấy chốc một đám lửa bốc lên trong sơn động lê văn vân nhìn về phía lý thu rồi nói thu thu cậu canh chừng bọn họ đi tôi đến thôn vừa rồi xem còn có người nào may mắn sống sót không đừng vẫn nên để tôi đi cho nếu có chuyện gì xảy ra ở đây một mình tôi không bảo vệ được bọn họ dù sao cũng không xa lắm nếu bên chỗ tôi có quỷ xanh chỉ cần không bị nó tiếp cận thì tôi vẫn có thể giết trong giây lát lý thu nói lê văn vân ngẫm nghĩ một chút gật đầu nói được khi lý thu đi rồi lê văn vân ngồi xuống lại trong động phó hâm nắm tay của hàn khiếu đang nằm trên mặt đất nước mắt chảy tí tách đúng rồi tất cả các thành viên của một tiểu đội đều chết trong trận chiến lê văn vân có thể cảm nhận được nỗi buồn này bên cạnh cậu bé đang ngủ Tháp Na đang ăn miếng bánh mì mà Lê Văn Vân đưa cho từng miếng nhỏ. Hãy kể cho tôi nghe về trận chiến của các cậu đi. Lê Văn Vân nhìn Phó Hâm, chủ động bắt chuyện, cố gắng chuyển rời nỗi buồn này. Phó Hâm ngẩng đầu lên, anh ta nhìn Lê Văn Vân, sau đó thở hắt một hơi, đêm qua, tiêm quỷ giáng xuống một vùng rộng lớn, bởi vì số lượng có quá nhiều, chúng tôi đã tập hợp để chuẩn bị tiếp viện bất cứ lúc nào. Nhưng chúng tôi không ngờ rằng, không ít tiêm quỷ đã rơi xuống cạnh chúng tôi, Đội trưởng lập tức dẫn chúng tôi đi giết chúng. Không lâu sau khi chúng tôi bước vào, chúng tôi gặp phải ba con tiêm quỷ đang tấn công một bộ tộc. Chúng tôi lao lên và dẫn ba con tiêm quỷ ra ngoài. Phó Hâm nói, nhưng tiểu đội của chúng tôi không phải là tiểu đội mũi nhọn, dù có là tiểu đội mũi nhọn thì khi đối mặt với ba tiêm quỷ màu xanh lam cũng rất quá sức, huống chi là chúng tôi chứ. Anh ta vừa nói, nước mắt lại chảy dài, sau đó anh em chúng tôi bắt đầu mở tần tử cuồng dũng và muốn chiến đấu đến chết nhưng chúng tôi vẫn không phải là đối thủ của chúng. Tôi nhìn anh em của mình lần lượt ngã xuống vũng máu, hết người này đến người khác đều chết đi. Sau đó, đội trưởng ra lệnh rút lui. Chúng tôi dẫn những con tiêm quỷ này về phía bắc, hai trong số chúng đuổi theo chúng tôi, một con còn lại tiếp tục đi về phía khu 46. Phó Hâm nói, sau đó, chúng tôi chạy trốn suốt chặng đường, cuối cùng chỉ còn lại có hai người chúng tôi, tiếp đó chuẩn bị đi thì gặp hai đứa nhỏ này chúng tôi chỉ có thể ở lại tiếp tục đối mặt với hai con tiêm quỷ kia lê văn vân thở một hơi rồi mới hỏi cậu sợ chết không sợ phó hâm gật đầu vậy tại sao cậu lại ở lại thay vì bỏ trốn lê văn vân hỏi bởi vì hai đứa nhỏ ở đây tôi sợ đứa nhỏ này sẽ bị tiêm quỷ phát hiện nếu như giữa tôi và bọn chúng phải chọn một bên chết đi thì người đó phải là tôi phó hâm nói đến đây giọng điệu trở nên rất vang dội nói, bởi vì tôi là người gác đêm. Lê Văn Vân nhìn anh ta, bình tĩnh nói, nói hay lắm. Yên tâm đi, tôi sẽ giải quyết mọi chuyện, kể cả đám người bây giờ đang co đầu rụt cổ trên dãy núi Aspen. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ khiến những con tiêm quỷ này không dám tới chỗ của chúng ta nữa. Tôi tin anh, phó hâm nhìn Lê Văn Vân và gật đầu. Mẹ, mẹ, con muốn mẹ. Lúc này, một chàng tiếng khóc vang lên. Lê Văn Vân quay đầu lại và nhìn thấy Tháp Na đang cầm chiếc bánh mì, Đột nhiên bật khóc. Cô bé là một đứa trẻ, vừa rồi đói chỉ muốn ăn, ăn xong một chút liền nghĩ đến mẹ mình, tiếp theo bắt đầu bật khóc. Lê Văn Vân thở dài trong lòng, vội vàng ôm cô bé mà nói, "Cô bé đừng khóc nữa, sau này chú dẫn con đi tìm mẹ được không?" Anh đã cố gắng hết sức để an ủi, nhưng Lê Văn Vân rõ ràng là không giỏi chăm sóc trẻ con cho lắm, Tháp Na vẫn đang khóc rất to. Thiếp Mộc Nhĩ cũng bị đánh thức bởi tiếng khóc của cô bé. Cậu bé ngồi dậy, ôm đầu gối và bắt đầu nức nở. Lúc này, Lý Thu đã quay trở lại nơi có hang động. Trở về cùng anh ta còn có Phạm Nhược Tuyết và Hoàng Thi Kỳ. Bởi vì tìm kiếm cùng khu vực, khoảng cách giữa bọn họ cũng không quá xa, nửa tiếng đồng hồ cũng đủ để hai người tới nơi. Không tìm thấy người sống, Lý Thu thở dài. Lê Văn Vân ôm Tháp Na, nhìn Phạm Nhược Tuyết và Hoàng Thi Kỳ đầy bất lực. Phạm Nhược Tuyết không lên tiếng, cô đi đến bên cạnh Hàn Khiếu. Sau khi kiểm tra một lát, cô đặt ba lô xuống, bình tĩnh nói, "Thu Thu, đến giúp đỡ. Các anh đưa đứa nhỏ ra ngoài đi, tôi phải trực tiếp phẫu thuật cho anh ta rồi." Lê Văn Vân đang sướng sờ thì Hoàng Thi Kỳ đã chủ động đến đón Tháp Na. Tút tút tút. Đúng lúc này, điện thoại của Lê Văn Vân rung lên. Anh nhanh chóng kết nối, giọng nói của Trần Tiêu vang lên, "Chỗ tôi có dấu vết hoạt động của quỷ đỏ." Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 966, tôi là vợ chưa cưới của anh ấy, hả? Thần xác của Lê Văn Vân thay đổi, ở đâu? Tôi sẽ gửi ngay vị trí của tôi cho cậu, cậu đến xem thử, tôi cảm thấy có gì đó không thích hợp. Trần Tiêu thở phào nhẹ nhõm nói, Lê Văn Vân gật đầu, cúp điện thoại rồi nhìn về phía Hoàng Thi Kỳ. Chuyện bên này giao cho chúng tôi, một mình anh đến đó trước đi, tạm thời để thu thu gia nhập tiểu đội của chúng tôi là được hoàng thi kỳ nói một mình anh hoạt động cũng không có vấn đề gì lớn lê văn vân chậm rãi thở ra một hơi nói vậy được rồi các cô tự mình chú ý một chút người ở đây nhất định phải giao cho đội ngũ y tế sau đó anh bước đến gần cậu bé đang cắn răng khóc nức nở cậu dường như đang cố gắng rất nhiều để ngăn mình khóc chăm sóc tốt cho em gái con là một người đàn ông lê văn vân nói với cậu giả dạ, Thiếp Mộc Nhĩ nói, bố mẹ con nói đàn ông tuyệt đối không được khóc, con không khóc, con sẽ chăm sóc em gái thật tốt. Cậu bé rất hiểu chuyện. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Lê Văn Vân và nói, chú ơi, chú sẽ tiêu diệt hết lũ quái vật đó sao? Tất nhiên, Lê Văn Vân gật đầu nói, chú hứa với con là sẽ tiêu diệt hết bọn chúng. Nói xong, anh vác xong đao và ba lô trên lưng chạy ra khỏi sơn động. Bên cạnh, Phó Hâm nhìn Lê Văn Vân, nhìn đám người Lý Thu, không hiểu sao trong lòng anh ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đây là tiểu đội 11762 sao? Mọi người đều rất đáng tin cậy và hùng mạnh, có họ ở đây, cơn bão này nhất định có thể bình lặng. Phó Hâm không khỏi lẩm bẩm trong lòng, trong thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này, Lê Văn Vân đã hồi phục rất nhiều chân khí. Anh vội vã đi về phía mục đích của mình. Lúc này ở trong nước, trên một con đường núi, có vài chiếc xe buýt đang chạy trên con đường đất trên núi trên xe có rất nhiều người trẻ tuổi nếu như là lúc bình thường thì những người này ai cũng là con cưng của trời hầu hết những người này đều là con cái của những doanh nhân giàu có hàng đầu trong nước rất nhiều người đã từng tương tác với nhau trên internet cũng có không ít người có một số thủ oán riêng tư nhưng vào lúc này trên gương mặt của nhóm người này đều lộ ra vẻ sợ hãi và lo lắng điện thoại di động của họ đã bị tịch thu khi họ lên xe trên hai chiếc xe buýt này hoàng gia gia và hoàng hân đều đang ở đây Lúc này họ đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Trong hàng ghế này có rất nhiều người, từ thiếu yên kinh và cả người nhà của bọn họ. Đương nhiên, Vương Giai Kỳ cũng có trong số này. Lúc này, sắc mặt của mọi người đầy rối rắm Họ hoàn toàn không biết điểm đến của chuyến đi này là gì, nhưng xét từ giọng điệu của Hoàng Tông thực trước đó, họ đều nhận định rằng họ có thể thực sự lưu lạc đến bầu trời sao. Đối với họ, đà kích này thực sự quá lớn. Mẹ nó, đây không phải là chuyện đi đến quốc gia khác mà là trực tiếp rời khỏi trái đất này. Ra ra, tôi hơi sợ hãi. Quách Phí Thịnh nuốt nước bọt nói, hiện tại toàn bộ đầu óc của tôi đều trống rỗng. Bọn họ ngồi máy bay rồi lại ngồi xe, hoàn toàn không biết về điểm đến của mình, chứ chưa nói đến việc họ sẽ phải đối mặt với điều gì tiếp theo. Điều chưa biết luôn là điều đáng sợ nhất. Đàn ông đàn an như anh mà sợ cái con gà gì chứ, Giai Kỳ còn chưa nói cô ấy sợ đâu. Hoàng gia ra nói xong, quay đầu về phía vương giai kỳ nói cái đó giai kỳ bình thường anh trai tôi luôn đối tốt với cậu đến nơi vô định này cậu phải chăm sóc cho tôi nhé bên cạnh vương hàn lâm vội nói đây là em gái ruột của tôi chăm sóc cái rắm cậu ấy em gái anh trai của em chưa bao giờ bắt nạt em có cái gì tốt cũng cho em em xem xem mấy người khác cũng như chó liếm mà bắt đầu liếm vương giai kỳ không còn cách nào khác lần này bọn họ không biết chính xác sẽ đi đâu còn Vương Giai Kỳ là võ giả duy nhất trong nhóm của họ và lại còn đạt đến trình độ cao cấp. Theo lời của Hoàng Gia Gia, toàn bộ người trong chiếc xe này cũng không đủ cho một mình Vương Giai Kỳ đánh. Vương Giai Kỳ không nói nên lời, cô ấy cau mày nói, đừng nghĩ nhiều. Họ đã lên máy bay, bắt xe buýt, bây giờ hoàn toàn đã đến một nơi khác. Xe đi về phía trước một hồi, phía trước đột nhiên sáng sủa hơn, trước mặt họ là các tòa cao ốc. Đây, đây là nơi nào? Họ kinh ngạc hỏi: "Xuống xe đi." Lúc này, tài xế nói. Sau khi mọi người xuống xe, họ phát hiện không chỉ có con của những người giàu có ở Yên Kinh, mà còn có rất nhiều cậu ấm cô chiêu từ những nơi khác. Họ nhìn thấy một số người mặc quần áo kỳ lạ từ xa chạy tới, quần áo màu trắng và hơi phồng, trông hơi giống bộ quần áo của các nhà nghiên cứu trong phim truyền hình. Đứng đầu là một cô gái có vẻ ngoài không quá lớn tuổi, trông như mới ngoài 20. Khuôn mặt tròn, nụ cười nở trên mặt trông rất tỏa nắng tuy có khuôn mặt tròn nhưng nhìn rất đẹp mẹ kiếp ở đây mà cũng có mỹ nữ sao hoàng gia ra không nhịn được mà nói cô gái đó dẫn người đến chỗ họ sau đó xua tay nói mọi người vào đăng ký đi sau khi nói xong cô ta dường như nghĩ ra điều gì đó và hỏi đúng rồi có ai trong số các bạn có quen một người tên là lê văn vân không đám người hoàng gia ra sửng sốt một chút lúc này vương giai kỳ mới gật đầu nói tôi tôi biết lê văn vân Cô, vẻ mặt của cô gái mặt tròn khẽ chuyển biến, đi tới chỗ Vương Giai Kỳ, vươn một tay nói, xin chào, tôi tên là Lý Vũ Thấm, tôi là vợ chưa cưới của Lê Văn Vân. Lúc này, tại phía bắc, khu 46, Lê Văn Vân nhanh chóng tới một vị trí, nơi này hoang vu, trên mặt đất có một cái hố sâu lớn cháy đen. Trên rìa hố sâu, ba người Lê Văn Vân đang đứng ở đây, trên mặt ba người đều mang theo vẻ khiếp sợ. Khi các anh đến đã như thế này rồi sao? Lê Văn Vân hỏi. Trần Tiêu gật đầu nói, quả thật là như thế, cho dù tôi muốn động thủ cũng không có khả năng tạo ra hố lớn như vậy. Nhiều dấu vết như thế này quả thực là thủ đoạn của tiêm quỷ. Nó dường như đã động tay với người ở nơi này. Lê Văn Vân chậm rãi thở ra một hơi, những người có thể chiến đấu với quỷ đỏ trên thế giới này, bây giờ e rằng chỉ có tôi, Hotsis và chắc nhất mình mới có thể làm được. Đương nhiên, đó chỉ là những gì chúng ta biết, có thể là cao nhân nào khác không. Cố Bạch bên cạnh nói. Lê Văn Vân gật đầu nói, không thể loại trừ khả năng này. Lê Văn Vân chậm rãi thở dài nói, như vậy đi, các anh tiếp tục đi tìm quỷ xanh, bây giờ vẫn còn 12 con quỷ xanh, trực thăng của người gác đêm cũng đang tuần tra, hẳn là có thể sớm tìm được bọn họ. Chỉ là giải quyết quỷ đỏ này có thể sẽ có một số phiền phức. Được rồi, hai người cố bạch gật đầu rời đi. Còn Lê Văn Vân thì nhìn hố sâu bên dưới, sờ cầm nói, là ai ra tay chứ? Chương 967, bị tính kế rồi. Ở khu 46 của biên giới phía bắc, phía trước là một cái hố sâu cực lớn, sau khi Lê Văn Vân nhìn nơi này một hồi, trong lòng cũng tìm tòi, đồng thời cũng tìm kiếm dọc theo các dấu vết chiến đấu về phía trước. Vừa đi, anh vừa thỉnh thoảng chia sẻ vị trí của mình trong nhóm. Bất chi bất giác đã là buổi trưa. Trong hoàn cảnh 20 tiểu đội tinh nhuệ tiến vào thực địa và trực thăng tuần tra tìm kiếm, quỷ xanh đã bị quét sạch chỉ là không có thông tin gì về con tiêm quỷ màu đỏ cả. Lê Văn Vân đã tìm kiếm dọc theo các dấu vết trên suốt quãng đường đi. Anh không ngừng tiến gần đến dãy núi Aspen, càng ngày càng đi sâu hơn, từ từ, anh đến một nơi mà tín hiệu không thể truyền đi, vị trí thời gian thực của anh đã bị gián đoạn. Lúc này, Lê Văn Vân xuất hiện bên cạnh một hẻm núi, hai bên có núi tương đối cao, dấu vết trận chiến giữa hai bên đột một kết thúc ở đây, Lê Văn Vân khẽ nhíu mày anh đeo xong đao đứng phía trước sau đó ngồi xổm xem xét xem mình đang ở chỗ nào ngay lúc này anh chợt nhìn thấy một đám người chậm rãi xuất hiện ở phía trước hẻm núi hả biểu cảm của lê văn vân thay đổi trong đám người này anh nhìn thấy mấy bóng dáng vô cùng quen thuộc bùi ninh tùng bà loan hồng mai quế ngoài ra còn có mấy chục người lê văn vân liếc mắt nhìn rõ ràng những người này đều có tiêu chuẩn trên cao cấp trong hồng nguyệt đều là sát thủ đã có thẻ đỏ trở lên Vẻ mặt của Lê Văn Vân hơi thay đổi. Ca ca ca. Cùng lúc đó, trong tai anh vang lên một tiếng giòn tan. Anh ngẩng đầu liền nhìn thấy phía trên ngọn núi hai bên hẻm núi xuất hiện một con tiêm quỷ màu đỏ, ánh sáng màu đỏ trên người nó toát ra khí tức mạnh mẽ. Trên đỉnh núi bên phải, một ông lão đang đứng chắp tay sau lưng, mỉm cười nhìn về phía hẻm núi. Quả nhiên có mai phục ư? Lê Văn Vân thở ra một hơi. Đúng vậy, từ khi nhìn thấy cái hố lớn cho đến việc Lê Văn Vân truy đuổi con quỷ đỏ, Lê Văn Vân đã lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không thích hợp. Trên đời này có rất ít người có thể va chạm với tiêm quỷ màu đỏ. Anh và chắc nhất Minh chính là một trong số đó, nếu dốc toàn lực thì có thể đánh nhau một trận. Người còn lại là Hotseas, nhưng Hotseas hiện đang ở khu tội ác và Minh Sùng cũng bị mắc kẹt ở khu tội ác. Có quá ít người thực sự có thể chiến đấu với tiêm quỷ màu đỏ. Lê Văn Vân nghĩ đến một khả năng đó là bảy người sáng lập Hồng Nguyệt. Bảy người đó rõ ràng là có thực lực rất mạnh. Hotzis đứng thứ hai trong thiên bảng. Bà Loan cũng thuộc dạng siêu cấp. Bà Loan không biết những người khác còn sống hay không, nhưng Lê Văn Vân đoán rằng dù sao cũng có một số người còn sống. Anh hoài nghi đây là kế sách do quỷ đỏ và một người nào đó thiết kế. Vừa đánh, vừa dẫn dắt người gác đêm đến nơi này, sau đó mai phục giết chết. Vì vậy, Lê Văn Vân luôn chia sẻ vị trí của mình đó là nếu anh thực sự gặp phải mai phục người khác cũng tiện giúp đỡ mà bây giờ nhìn lại điều mà lê văn vân nghĩ hoàn toàn không sai anh quay đầu lại thì phát hiện phía sau có một đoàn người đông đảo có lẽ là hàng trăm người dẫn đầu là ảnh tử suýt bị lê văn vân đá chết nhưng lúc này dường như anh ta đã khôi phục rồi điều khiến cho lê văn vân kinh ngạc là anh ta không chỉ có khôi phục hơn nữa tựa hồ đã đạt tới trình độ siêu cấp như trước đó anh ta mặc quần áo đen đeo kính dâm và đeo khẩu trang đen, khiến người ta không thể nhìn thấy dung mạo của anh ta. Lê Văn Vân, Bùi Nghênh Tùng chậm rãi tiến lên nói, xuất động với quy mô như vậy, khiến cho chủ của chúng tôi đích thân tính kế, dẫn cậu tới đây, có thể coi như là xứng với cậu rồi. Lê Văn Vân nhìn về phía ông ta, phát hiện ngón tay của Hồng Mai Quế nhẹ nhàng vẫy vẫy, đồng thời miệng cũng hơi mở ra, từ khẩu hình như là bảo Lê Văn Vân đi. Đi ư, giờ đã quá muộn rồi. Hồng Nguyệt hầu như đã dốc toàn bộ lực lượng, cao cấp gần 200 người, đỉnh cấp chỉ sợ cũng có 30, 40 người. Đỉnh cấp là sát thủ kim bài bên trong Hồng Nguyệt, ngoài ra, Bùi Nghinh Tùng, Bà Loan, còn có ảnh tử, cũng có thể gọi là siêu cấp. Ở hai bên còn có một ông già và quỷ đỏ, hai người này, chỉ sợ cũng có trình độ của đem. Ở đây, gần như là tuyệt cảnh rồi. Lê Văn Vân ngẩng đầu lên, nhìn về phía ông già đang chắp tay sau lưng, sau đó chậm rãi thở dài hỏi ông là ai tôi là ai không quan trọng hôm nay cậu phải chết ở chỗ này có biết tôi là ai hay không thì có quan hệ gì đâu ngài mặc thản nhiên nói đương nhiên tôi cũng có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cậu một chút tôi là người cai trị thực sự của hồng nguyệt và là một trong những người sáng lập ra hồng nguyệt cậu có thể gọi tôi là ngài mặc trong lòng lê văn vân khẽ nhúc nhích nghĩ lại người này chính là người mà bà loan nói Người đã đưa Hồng Nguyệt đi đến dáng vẻ hiện tại. Thế trận không tệ, Lê Văn Vân liếm môi nói, nhưng mà, ông đừng tưởng thật sự có thể làm gì tôi. Tôi không phủ nhận thiên phú của cậu. Cậu chưa tới 30 tuổi đã có thể đạt tới trình độ như vậy, lại là một người hấp thụ xương rồng. Điều này thực sự khiến tôi có chút kinh ngạc. Ngài Mạc Sờ Mũi nói, tôi và Hồng chủ cùng nhau thiết kế cạm bẫy này, vốn dĩ là dự định bẫy 21 tiểu đội tinh nhuệ của các cậu kết quả vậy mà cậu lại kiêu căng đến một mình, thật sự là có chút đáng tiếc. Tuy nhiên, giải quyết cậu trước là đủ rồi. Lê Văn Vân thờ ơ ngồi đó, khóe miệng hơi nhếch lên nói, thật sao? Tôi thực sự khá tò mò, quỷ đỏ mà ông nói trông người không ra người, quỷ không ra quỷ. Thậm chí một con quỷ xanh xuất hiện trước mặt các ông, các ông đều coi như cháu trai, trong lòng các ông rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Bùi Ninh Tùng cười một tiếng khi nghe lời Lê Văn Vân nói, Lê Văn Vân, tôi biết kế hoạch của cậu là gì, tôi biết cậu đang trì hoãn thời gian để chờ hỗ trợ, nhưng vô dụng thôi. ba năm trước, đáng lẽ cậu đã phải chết, kết quả là cậu may mắn sống sót. và lúc này đây, cậu không có cơ hội để trốn thoát nữa rồi. lê văn vân nhướng mắt nhìn về phía bùi nginh tùng, cười nhạo nói, vốn lần này đến đây, ngoại trừ dự định chém chết toàn bộ tiêm quỷ thì chính là muốn tìm được ông và giải quyết ông. tôi còn đang suy nghĩ làm sao để tìm được ông, không ngờ ông lại chủ động dâng tới cửa. Thật ra đã tiết kiệm cho tôi rất nhiều phiền phức. Ông là kẻ thù cuối cùng, cả Lâm Thiếu Hoa và Đem đều đã chết, cho ông sống tạm thêm vài ngày cũng là được lắm rồi." Lê Văn Vân nhẹ nhàng nói rồi từ từ rút ra hai thanh đao sau lưng, nói, "Đến đây đi." Anh cầm hai thanh đao, một dài một ngắn, đứng trên tuyết. Nhưng trong nháy mắt này, dưới quy mô bao vây và tiêu trừ như thế này, vậy mà không ai dám bước tới. Một đám rác rưởi trên đỉnh núi bên cạnh, Ngài Mặc cau mày trong nháy mắt đã nhảy từ trên đỉnh xuống, đi thẳng đến trước mặt Lê Văn Vân. Cùng lúc đó, quỷ đỏ bên kia phát ra âm thanh kỳ quái. Trong tay nó có một thanh trường kiếm hình cột, trường kiếm màu xanh lam, nó cũng nhảy xuống, hai kẻ đó đồng thời lao về phía Lê Văn Vân. Chương 968, tình huống tuyệt vọng. Thần sắc Lê Văn Vân nghiêm túc nặng nề, tình huống thực rất nghiêm trọng. Anh không ngờ rằng Hồng Nguyệt lại giăng một cái bẫy như vậy để anh chui vào dù đã đề phòng nhưng anh vẫn mắc bẫy. Ngay từ đầu anh đã cảm thấy chuyện này có sắp đặt, quỷ đỏ cùng những quỷ xanh lam kia cố ý đáp xuống bên này, sau đó đến giết đội tiên phong của người gác đêm. Chẳng qua vì phân tán nên khiến một mình Lê Văn Vân rơi vào nguy cơ như thế mà thôi. Ở nơi này, hầu như có tất cả các cao thủ hiện có của Hồng Nguyệt. Nhìn hai người vội vàng chạy tới, anh cũng không thay đổi nhiều lắm. Số lượng đối thủ đông đảo, nhưng anh vẫn phải trì hoãn thời gian, hơn nữa chiến đấu với trình độ của bọn họ, người khác muốn tham dự vào sẽ rất khó. Nói cách khác, anh chỉ cần ngăn cản những siêu cấp này trong thời gian nhất định thì tốt rồi. Anh luôn chia sẻ vị trí của mình, những người khác nhất định sẽ đến trợ giúp khi phát hiện vị trí của anh biến mất. Chỉ là, khu 46 này thực sự quá lớn, chống đỡ được bao lâu thì không phải là điều Lê Văn Vân có thể biết được. Lê Văn Vân ném trực tiếp đao phá không vào người ngài mặc đang đến, đồng thời cả đao vô danh cũng chấn động để mọi thứ tiếp tục hô hấp như thường lệ anh thấp giọng hét lên một tiếng ngay trong nháy mắt chân khí toàn thân anh bắt đầu dâng trào từ trong cơ thể lê văn vân tỏa ra một đợt chân khí anh cầm đao vô danh trong tay đánh về phía quỷ đỏ bên cạnh keng quỷ đỏ tản ra như một tia sáng màu đỏ trên cánh tay của nó trụ kiếm màu xanh lam bổ về phía lê văn vân đao vô danh trong tay lê văn vân hất ra hai bên va chạm vào nhau tiêm quỷ màu đỏ thứ bọn chúng sử dụng đều không phải là là chân khí mà là một loại năng lượng tương tự như năng nguyên có phần giống với chân khí trên người bọn chúng ẩn chứa một ít năng nguyên mới giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện chân khí mà sau khi những năng nguyên này đạt đến mức siêu cấp thì gần như không có tác dụng gì nữa đúng lúc này hai cỗ năng lượng va chạm nổ tung trong nháy mắt quỷ đỏ kia trực tiếp bị một đao của lê văn vân chém bay ra ngoài chỉ có thế thôi hà lê văn vân khinh thường sao thằng nhóc này lại mạnh như vậy? Ngài mặc nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Trong tay ông ta cầm một thanh trường kiếm màu lam, trông khác với trụ kiếm trong tay quỷ đỏ, nhưng nhìn từ chất liệu, chúng gần như giống hệt nhau. Ông ta bổ đao phá không ra, gia nhập chiến trường của Lê Văn Vân. Thấy hai người động thủ, ảnh tử lấy ra hai thanh thủy thủ rồi cũng lao lên. Bên cạnh, bà Loan không làm gì cả. Bà ta chống gậy đứng đó, lông mày nhíu lại. Bà bà, Bà không ra tay sao? Lúc này, Bùi Ninh Tùng nói, Lê Văn Vân này rất mạnh, nhưng lấy một địch hai đã quá sức. Có ảnh tử cộng thêm bà, tôi nghĩ chẳng mấy chốc là có thể bắt được cậu ta. Bộ xương già của tôi không còn cử động được nữa rồi." Bà ta nhẹ giọng nói, "Nhưng còn ông, ông không định uống thuốc sao?" Khóe miệng Bùi Ninh Tùng co giật nhẹ. Ông ta nhút nhát, nếu Lê Văn Vân để mắt đến ông ta, ông ta có hơi lo lắng rằng mình sẽ không thể chống lại dù chỉ một đao của Lê Văn Vân và ông ta cũng không định đi lên về phần những người khác của hồng nguyệt bọn họ chỉ có thể ở bên cạnh bắn tên trộm trong trận chiến cấp độ này siêu cấp có lẽ còn có thể tiến vào chiến trường trực diện nhưng dưới siêu cấp hoàn toàn không cách nào tới gần keng 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 va chạm liên tục nổ ra lê văn vân đang bị đánh gọng kìm anh không liều chết anh đang kéo dài thời gian anh phải đợi cho đến khi quân tiếp viện của anh đến anh đang rất chật vật sự tiến bộ của anh trong giai đoạn này thực sự khá hạn chế, có lẽ mạnh hơn so với khi đối phó đem một chút, nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Dù là quỷ đỏ hay là ngài mặc này đều có trình độ của đem. Một trọi hai, đối với anh mà nói đã là khá quá sức, chưa nói tới bên cạnh anh còn có siêu cấp đánh lén. Sau khi làn sóng đầu tiên va chạm với anh và chiếm được ưu thế, anh nhanh chóng bị áp chế. Anh cố gắng hết sức để rút lui ra bên ngoài hẻm núi, nhưng cuộc tấn công tổng hợp của hàng chục người phía sau khiến anh không thể rút lui. Xa xa, trong sơn động có một chiếc xe y tế đang đậu, hàn khiếu và phó hâm đều được khiêng lên xe, hai đứa nhỏ cũng đi theo sau. Bên ngoài sơn động, tuyết rơi như lông ngống, ở miền Bắc vào tháng 10 đã rất lạnh rồi. Phạm Nhược Tuyết và Hoàng Thi Kỳ đều đang quần áo khoác, Hoàng Thi Kỳ cầm điện thoại di động trên tay lên. Cô ta đang nhìn điện thoại, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nói, Lê Văn Vân hình như là đã xảy ra chuyện hả phạm nhược tuyết vội hỏi chuyện gì vậy cô nhìn điện thoại đi vị trí của anh ta không hề di chuyển sau khi anh ta đến đây hơn nữa không hề trả lời tin nhắn rất nhiều người đã đuổi theo đến nơi mà vị trí đã biến mất hoàng thi kỳ nói chúng ta cũng nhanh lên phạm nhược tuyết thở dài dặn dò vài câu với những người ở đây rồi kéo hoàng thi kỳ nhanh chóng đến chỗ lê văn vân biến mất lúc này trong những dấu vết chiến đấu rộng lớn do quỷ đỏ và ngài mặc giả vờ đánh nhau để lại, có bốn thanh niên đang tiến lên. Đó là tiểu đội của Lữ Dương và đồng đội của anh ta. Bốn người đồng đội này đều là cao thủ đỉnh cấp hiện tại của tiểu đội Lữ Dương, bọn họ đều đứng trong top 30. Mụ nội nó, khi anh ta đỉnh cấp có thể chém chết quỷ đỏ, khi ông đây đỉnh cấp nhất định cũng có thể. Còn bảo tôi đừng tới giết quỷ đỏ, có cái răm ấy. Lữ Dương vừa đi vừa vuốt cái đầu đinh của mình, hùng hùng hổ hổ nói. Lữ Dương rất kiêu ngạo, anh ta là một thiên tài siêu cấp, thậm chí tốc độ trở thành người gác đêm số không còn ngắn hơn so với Lê Văn Vân. Trong số người gác đêm hệ hoa, Lê Văn Vân là một huyền thoại. Khi Lữ Dương nổi lên, nhiều người đã so sánh Lữ Dương với Lê Văn Vân. Lữ Dương tuổi trẻ khí thịnh, anh ta không nghĩ mình kém hơn Lê Văn Vân. Những việc trước kia Lê Văn Vân làm, anh ta thường đi làm theo Lê Văn Vân đã từng giành được huân chương tinh diệu khi chém chết một con tiêm quỷ màu đỏ bằng thực lực đỉnh cấp của mình. Lữ Dương cảm thấy rằng mình nhất định cũng có thể sẽ làm được. Dưới tình huống chỉ còn lại một vài con tiêm quỷ màu xanh, hơn nữa tất cả chúng đều sắp bị phát hiện, anh ta tập hợp một vài cao thủ đỉnh cấp từ tiểu đội của mình và tìm ra nơi quỷ đỏ chiến đấu mà đám người Cố Bạch nói trong nhóm, sau đó tìm kiếm lần theo dấu vết. Anh ta muốn gặp quỷ đỏ này trước Lê Văn Vân, sau đó anh ta muốn chém chết con quỷ đỏ này. Lão đại, không phải người ta đã nói rồi sao? Con quỷ đỏ này tương đương với hạng 3 trên thiên bảng. Bây giờ anh còn không phải siêu cấp, tôi cảm thấy vẫn nên đưa thứ này cho Lê Văn Vân đi. Bên cạnh anh ta, một người đàn ông cao lớn nói. Anh ta bây giờ là người gác đêm số 27, tên là Trương Thiên Thiên. Lữ Dương trợn to hai mắt, nói cậu đừng có làm tăng trí khí người khác. Không chừng khi ông đây chiến đấu với quỷ đỏ sẽ trực tiếp đột phá đấy. Lão đại, anh nhìn trong nhóm đi, tín hiệu do Lê Văn Vân chia sẻ đã biến mất. Lúc này, một người khác nói, và lại, đã biến mất hơn 10 phút. Nơi biến mất cách chúng ta không xa lắm, phía trước hình như là khu vực hẻm núi. Trương Thiên Thiên Cao mày nói, ở đây không có tín hiệu cũng là chuyện bình thường. chương 969, bùng nổ, chiến tranh trực diện. Nhìn thấy cảnh này, hai mắt Lữ Dương sáng lên, nói, đi thôi, chúng ta nhanh qua đó đi. Lão đại, Chuyện này có chút kỳ quái, không phải Lê Văn Vân đã từng đề cập tới, chuyện này có thể do người làm sao?" Trương Thiên Thiên nói, "Chúng ta tùy tiện xông vào có thể sẽ gặp nguy hiểm." "Vậy Lê Văn Vân ở bên trong sẽ không có nguy hiểm sao?" "Anh ta còn không sợ, chúng ta sợ cái quỷ gì?" Lữ Dương nói, "Ngoài ra, Lê Văn Vân hiện tại có thể đang chiến đấu kịch liệt bên trong, tôi qua đó, trời dáng chính nghĩa, trực tiếp giải cứu anh ta ra, chẳng phải anh ta sẽ nợ chúng ta một ân tình lớn à?" sau này gặp lại anh ta cũng sẽ kém hơn tôi một cấp, thế này kích thích biết bao nhiêu chứ. Ý của tôi là, những người khác cũng tới đây hỗ trợ. Tôi muốn đợi bọn họ đến nơi rồi cùng nhau đi vào, bằng không nếu như chúng ta cũng rơi vào mai phục thì phiền phức lắm. Trương Thiên Thiên nhắc nhở. Cậu nhát gan thế từ khi nào vậy, cứ đi theo tôi là được rồi, không phải sợ. Lúc trước có là tình huống tuyệt vọng đến đâu thì chúng ta cũng đi ra được, sợ cái khỉ khô. Nếu các cậu không đi, một mình tôi đi lữ dương nói tôi muốn đi chém chết quỷ đỏ một lần thành danh rõ ràng là lữ dương đã hạ quyết tâm trương thiên thiên biết tính tình của lữ dương rơi vào đường cùng nên nghiến răng nghiến lợi nói được rồi vậy chúng ta vào đi thế thì phải nhớ kỹ cẩn thận một chút hiểu chưa tôi biết rồi lữ dương gật đầu nói ánh mắt phát sáng sau đó một nhóm bốn người nhanh chóng chạy về phía hẻm núi lúc này trong hẻm núi lê văn vân dường như có thể dễ dàng xử lý tuy rằng bị vây trong hoàn cảnh xấu, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa bị thương một chút nào. Khác với những phương pháp chiến đấu trước đây, toàn bộ hành trình anh đều đang đánh một cách kiềm chế. Ngài mặc khẽ cười một tiếng, nói, Lê Văn Vân, đừng nghĩ tới việc kéo dài thời gian nữa. Để tôi nói cho cậu biết, hôm nay toàn bộ đều sẽ không thể tới được. Chỉ có đội tiên phong của cậu mới có thể tới, tôi ước gì bọn họ sẽ tới. Thật sao, lê văn vân khẽ cười một tiếng chẳng lẽ ông cảm thấy ông thắng tôi chắc rồi ư đúng vậy thắng cậu chắc rồi làm cạn kiệt chân khí của cậu bất cứ kẻ nào ở dưới cũng có thể tùy ý giết cậu ngài mặc cười khinh khỉnh nói cậu nhóc không cần biết cậu đã từng sống sót trong điều kiện nào nhưng hôm nay vận số của cậu đã hết lê văn vân cười tủm tỉm nhìn chằm chằm vào ngài mặc vừa diếu cợt vừa vung đao tôi đang bảo vệ thế giới này mà một người như ông có sức chiến đấu mạnh mẽ lại không dám đối mặt với đám tiêm quỷ này thì cũng thôi đi, nhưng các người vậy mà lại nguyện ý trở thành con chó của bọn chúng, có thể một ngày tôi sẽ chết, nhưng tôi cũng chết trong trận chiến với tiêm quỷ, chứ không phải chết trong tay những người như ông. Hôm nay, cả ông và hồng nguyệt của ông, những người các ông đều sẽ chết ở đây." Lê Văn Vân nói, khí thế cả người bùng nổ, hai tay nắm chặt hai mảnh xương rồng. Anh đang muốn thử hấp thu xương cốt trong lúc chiến đấu điều khiến lê văn vân ngạc nhiên là trong trận chiến khả năng hấp thụ xương của anh rõ ràng là nhanh hơn dẫn đến việc hao mòn chân khí của anh vốn không còn nhanh nữa trong tay anh vẫn còn có hai mảnh xương rồng đủ để chống đỡ trong thời gian dài đương nhiên chuyện này liên quan đến việc đối phương không hạ tử thủ đối phương cũng không dám dốc hết sức mấy lão già này đánh nhau đều như vậy bọn họ đều lựa chọn giữ lại mà đánh vì họ sợ chết đây đương nhiên là điều khiến lê văn vân rất vui mặc dù đây là một âm mưu nhưng bên cạnh anh có khá nhiều quân bài chưa lật một siêu cấp như trần tiêu là điều đối phương không bao giờ ngờ tới lê văn vân biết đối phương đang nghĩ gì họ nghĩ rằng dựa vào một người giữa quỷ đỏ hoặc là ngài mặc liều mạng với anh như vậy người còn lại có thể giết chết anh nhưng mà lê văn vân cảm giác có lẽ mình có thể kìm chân được hai người này nếu tất cả những sát thủ từ thẻ đỏ trở lên của hồng nguyệt bị giết hết toàn bộ ở đây hôm nay nó sẽ giúp họ tránh được rất nhiều rắc rối trong tương lai. Và lại, cho tới nay, Lê Văn Vân vẫn còn một lá bài. Đó là Hồng Mai Quế và bà Loan. Hồng Nguyệt biến chất rồi, thay đổi đến mức không phải dáng vẻ lúc đầu mà bà Loan muốn. Đến giờ bà ta vẫn chưa ra tay, đến thời khắc mấu chốt, có thể sẽ lội ngược dòng. Ngay khi Lê Văn Vân đang chiến đấu, tại trụ sở chiến đấu của người gác đêm ở phía bắc, bên dưới dãy núi Aspen, lúc này, trong một doanh chướng nào đó, chắc nhất Minh và Vương Hồng đang ngồi trong đó, sắc mặt không được dễ nhìn cho lắm. Vương Hồng báo cáo tình hình cho nhiều người, ông ta bình tĩnh nói, cho nên bây giờ, tình hình ở khu 46 càng giống một bàn cờ. Một bàn cờ muốn giết chết binh lính tinh nhuệ của hệ hoa chúng ta, giết Lê Văn Vân. Hơn nữa khi bên kia động thủ, nhóm tiêm quỷ bên này lập tức có hành động. Rõ ràng là tiêm quỷ màu vàng tới đây lần này có trí lực rất mạnh ông ta lặp lại, chúng ta, bị bọn chúng lừa cho một vố rồi. Sắc mặt của Trác Nhất Minh không được tốt cho lắm. Đúng vậy, khi biết tín hiệu của Lê Văn Vân bị mất, Vương Hồng đã phán đoán đến tình hình này, nhưng họ không thể tiếp viện, bởi vì trên đỉnh chính của dãy núi Aspen, tiêm quỷ màu vàng kia di chuyển rồi, một số quỷ đỏ và rất nhiều quỷ xanh đều xuất phát xuống dưới ngọn núi, bày ra bộ dạng muốn tiến công bất cứ lúc nào điều này đã gây ra áp lực tâm lý vô cùng lớn cho đội quân của người gác đêm dưới đây. Bên dưới dãy núi Aspen, gần như tất cả chiến lực đứng đầu có thể tập kết được đều xuất hiện ở nơi này. Ngay cả hai siêu cấp còn lại từ ba gia tộc lánh đời cũng chạy tới nơi này. Có tới 19 cao thủ siêu cấp tập trung ở đây. Nhưng lúc này trên đỉnh núi có 7 con tiêm quỷ màu đỏ, một còn có tiêm quỷ màu vàng gây áp lực tâm lý rất lớn. Ngay cả chắc nhất mình cũng không dám rời đi ông ta phải canh giữ nơi này. Nếu con tiêm quỷ màu vàng ra tay, ông ta sẽ giáng cho nó một đòn chí mạng và đốt cháy chút ấm áp cuối cùng còn sót lại của ông ta. Bùm, bùm, bùm. Vào lúc này, mặt đất đột nhiên bắt đầu kịch liệt rung động. Làm sao vậy? Sắc mặt của Trác nhất minh đại biến, lúc này trại đã được mở ra, đỗ tắc thành sông vào nói, đám tiêm quỷ, chúng đã bắt đầu tấn công. Chúng đã gây ra một trận tuyết lở, đang đánh sâu xuống dưới cùng với trận tuyết lở. Phải làm sao đây? Mọi người đều đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Trác Nhất Minh. Trác Nhất Minh thở dài nói, "Làm sao? Còn có thể làm sao nữa? Chém sạch bọn chúng chứ sao?" Nói rồi, ông ta bước nhanh ra ngoài. Trên đỉnh núi, một trận tuyết lở ập xuống, tuyết rơi vô tận và hùng vĩ. Trong trận tuyết lở này, ánh sáng xanh và ánh sáng đỏ không ngừng nhấp nháy. Trên đỉnh núi, một bóng tiêm quỷ màu vàng đứng sừng sững, như là đại tướng quân đang điều binh khiển tướng vừa kiêu ngạo, vừa khinh thường. Trác Nhất Minh nhìn phía trên, sau đó lại nhìn về phía người gác đêm phía dưới đông đúc gần 100.000 người, chậm rãi thở ra nói, "Các anh em, tiêm quỷ đến rồi, hôm nay chúng ta chỉ có một ý tưởng, khiến chúng có đến mà không có về." Keng, nói xong, chảm hồng đao trên tay ông ta ra khỏi vỏ, hướng lên trời và nói, "Chúng ta là phòng tuyến cuối cùng của loài người. Dù có chết, chúng ta cũng phải tử thủ ở đây, để mọi thứ tiếp tục hô hấp." Mọi người giống to, đao hướng phía nào, trái tim hướng về phía đó. Chiến không đường lui. Giọng nói uy nghiêm vang lên, ngay sau đó, 19 siêu cấp rút vũ khí ra, đối mặt với tuyết lở, lao thẳng về phía núi Aspen. Chương 970, chờ vài ngày nữa, tao sẽ chém chết mày. Trên đỉnh chính của núi Aspen, có một dụng cụ khổng lồ, như thể nó là một chiếc máy bay đang đậu phía trên. Trên đầu máy bay có một con tiêm quỷ màu vàng với kích thước khổng lồ, nó đứng phía trên máy bay như thể đang nhìn con kiến. Bên dưới, tuyết lở cuồn cuộn, ánh sáng xanh đỏ lóe lên trong tuyết lở, trước sức mạnh của thiên nhiên, những bóng tiêm quỷ này dường như không bị ảnh hưởng, chúng lao xuống theo tuyết lở. Người gác đêm mênh mông cũng bắt đầu sử dụng tiểu đội làm đơn vị cơ bản, bắt đầu lao về phía triển núi. Siêu cấp ở phía trước, tiểu đội tinh nhuệ của các hệ người gác đêm ở phía sau bọn họ nối tiếp nhau phóng về phía triển núi. Tuy nhiên, khi họ đi được nửa đường, một tiếng gầm mạnh đột ngột vang lên trên đỉnh núi. Sau đó những con tiêm quỷ màu đỏ và tiêm quỷ màu lam đang lao xuống đều dừng bước, nhanh chóng bắt đầu lùi dần lên phía trên. Điều này khiến người gác đêm bên dưới phải đón trận tuyết lở. Nhưng may mắn thay, dưới sự bùng nổ chân khí, cộng thêm đã tương đối gần phía dưới, cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều, nhóm siêu cấp nhìn thấy tiêm quỷ lui về phía sau cũng nhanh chóng thối lui. Chắc nhất Minh và Vương Hồng nhìn thấy rõ ràng cảnh này, chắc nhất Minh nhíu mày. Vương Hồng thở dài nói, bọn chúng, dường như đang kéo chúng ta tới đây. Chắc nhất Minh gật đầu nói, hiện tại tình huống ở khu 46 cũng không biết đã như thế nào, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính bọn họ thôi. Hồng Nguyệt bây giờ không còn nhiều sức chiến đấu, chỉ sợ mấy lão già kia ra tay mà thôi. Lê Văn Vân cộng với bốn tên thuộc hạ siêu cấp của cậu ta chắc là đủ rồi. Hiện tại Lê Văn Vân cũng rất mạnh, phải dựa vào chính họ thôi. Chắc nhất Minh thở dài và nói, đây coi như là bài kiểm tra cuối cùng của cậu ta đi. Nói xong, ông ta nhìn về phía tiêm quỷ màu vàng trên đỉnh núi, trên tay chạm vào chạm hồng đao, đáng tiếc, tôi còn cần một khoảng thời gian nhất định. Cần vài ngày sau, Vương Hồng hỏi, ừ, ông biết tình trạng thể chất của tôi mà, Mấy năm nay tôi luôn trong trạng thái suy yếu, nhưng bây giờ tôi cảm thấy. Thời kỳ suy yếu sắp qua rồi. Chắc nhất mình chậm rãi thở ra, nói ông đây chướng mắt đám tiêm quỷ trên sườn núi này lắm. Mẹ nó chứ, chờ ông đây khôi phục xong, một đao đánh chết toàn bộ bọn chúng. Nói xong, trong ánh mắt ông ta có chút lo lắng nói, khi tôi chết rồi, hãy giải cho cốt của tôi ở quê nhà, không cần xây mộ, người gác đêm và cả thế giới này phải giao lại cho thằng nhóc kia rồi. Ông nhất định phải giúp nó đấy. Tôi cũng chỉ có bộ xương già, có lẽ cũng không sống được bao nhiêu năm nữa." Vương Hồng vỗ bụng nói, "Tôi rất thích hương vĩ mà Lê Văn Vân mang tới. Có hơi nhát gan, nhưng cái đầu vẫn khá thông minh. Đã đến lúc phải thoái vị rồi. Sau bao nhiêu năm, cứ luôn canh giữ ở đây cũng khá mệt mỏi." Trác Nhất Minh ngẩng đầu mỉm cười, con tiêm quỷ màu vàng dường như có chút cảm ứng, tuy rằng cách xa nhau rất xa, nhưng nó vẫn nhìn về phía Trác Nhất Minh ừ thằng nhóc đó có thể hấp thụ xương rồng vương hồng vỗ vỗ vai trác nhất minh nói đáng tiếc nếu ông cũng có thể hấp thu xương cốt thì tình hình có thể khác không hấp thụ được cũng là chuyện không còn cách nào khác thân thể của tôi thật sự là một lời khó nói hết trác nhất minh lắc đầu nói chờ mấy ngày nữa ông đây sẽ chém chết mày ông ta nhìn con tiêm quỷ màu vàng phía trên bĩu môi nói ở phía bên kia trong khe nước to lớn của hẻm núi lê văn vân đã bị quỷ đỏ và ngài mặc bức bách ép vào ngõ cụt sau lưng có núi con đường phía trước đã bị toàn bộ người của hồng nguyệt chặn lại sau khi lê văn vân bị chặn ở bên trong vẻ mặt của ngài mặc và con tiêm quỷ đỏ khẽ thay đổi sau đó nhanh chóng lui về kéo dài khoảng cách áp lực trên người anh bỗng nhẹ hơn lê văn vân cầm đao vô danh vân vê phá không trong tay anh nhìn chằm chằm vào con tiêm quỷ màu đỏ và ngài mặc đã lui ra ngoài nhóc con chúng tôi từ từ chơi với cậu ngài mặc liếm môi sau đó hướng thanh trường kiếm trong tay về phía lê văn vân thản nhiên nói người của hồng nguyệt nghe lệnh bao vây giết chết lê văn vân lê văn vân nhướng mày nhìn về phía ngài mặc sau đó anh khẽ cười một tiếng sao vậy ông biết rõ những người của hồng nguyệt đối mặt với tôi hoàn toàn là bia đỡ đạn ông dự định để bọn họ đi tìm cái chết sao hay là người của hồng nguyệt các ông vốn dĩ đã không bằng heo chó mạng sống chỉ là dơm giả ngài mặc hừ lạnh một tiếng lê văn vân đừng châm ngòi chiều này cũng vô dụng đối với chúng tôi thôi. Chúng tôi đều là tín đồ của chủ. Hôm nay, cậu ắt phải bỏ mạng ở nơi này. Lê Văn Vân chửi thầm trong lòng. Ngài mặc này hoàn toàn là một con chó. Dưới cuộc tấn công kéo dài, ông ta phát hiện mình vậy mà lại không thể nào làm gì Lê Văn Vân. Thậm chí Lê Văn Vân thỉnh thoảng có cơ hội còn có thể phản kích ông ta. Vì vậy bọn họ lựa chọn phong tỏa Lê Văn Vân ở nơi này, Đồng thời để những người khác của Hồng Nguyệt làm tiêu hao chân khí của Lê Văn Vân trước. Dù là dùng mạng để lấp đầy, nhưng nhiều cao thủ Hồng Nguyệt này, mặc dù Lê Văn Vân một đao chém chết một người thì cũng phải chém hơn 200 đao, chân khí tiêu hao tất nhiên cũng sẽ rất lớn. Đến lúc đó bọn họ lại ra tay, chỉ cần Lê Văn Vân chết ở đây, bọn họ cảm thấy thế cũng là có lời. Về phần những người khác của Hồng Nguyệt thì cứ phát triển thêm là được rồi. Hơn nữa ở khu tội ác, dưới tay Hotix vẫn còn có rất nhiều người. Cái chết của 200 người này cũng không là gì cả. Vẻ mặt của Bùi Ninh Tùng hơi thay đổi khi nghe những lời của Ngài Mặc. Hầu hết những người này đều là cấp dưới của ông ta, là ông ta đã tự phát triển và trao dồi họ. Nhưng giờ này khác này, ông ta vẫn nghiến răng nghiến lợi nói, mọi người, lên cho tôi. Giết! Những người đó hét lớn một tiếng, mặc dù cảm thấy mình không phải đối thủ của Lê Văn Vân, nhưng vào lúc này, bọn họ vẫn lao về phía Lê Văn Vân. Lê Văn Vân chậm rãi thở ra thở ra một hơi, đao phá không bay ra, đao vô danh không ngừng vùng vẫy. Keng, keng, keng. Hàng trăm người từ phía đối phương như một đám đông dồn về phía Lê Văn Vân. Nơi này không thông thoáng, trong hoàn cảnh như vậy, cho dù thực lực của Lê Văn Vân dẫn đầu hơn rất nhiều nhưng cũng không có lợi cho anh phát huy. Má nó. Lê Văn Vân mắng đổ vô liêm sỉ này một tiếng, mặt khác bắt đầu vung đao liên tục anh không có chút đồng tình với người của hồng nguyệt theo anh thấy những kẻ đâm sau lưng nên chết nhanh đi cho rồi nhưng sau khi có nhiều người không sợ chết lao về phía anh cho dù lê văn vân chắn trên chắn dưới nhưng trên người anh cũng từ từ xuất hiện một số vết thương ánh mắt lê văn vân tối sầm anh lại vung con đao trong tay lên sát thủ từ thẻ đỏ trở lên của hồng nguyệt lần lượt gục xuống trước mặt anh máu không ngừng chảy ra nhuộm đỏ cả một vùng tuyết mà chân khí của Lê Văn Vân liên tục bị tiêu hao trong những lần vung đao. Các người, phải nhanh lên, Lê Văn Vân nói thầm trong lòng, nếu muộn thêm một chút, tôi sẽ không còn chút chân khí nào để đối phó với hai người kia nữa. Như nghe thấy tiếng triệu hồi của anh, ở phía xa trong hẻm núi đột nhiên xuất hiện bốn bóng đen, đồng thời vang lên một tiếng giống to quỷ đỏ, nạp mạng đi. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 970